ai là bậc thầy chính hiệu mùa 2? Trời ơi, chị ơi, sáng liền anh ơi. Rồi chị của em ơi. Anh không làm em thất vọng chứ? Không hề. Đoán đúng như tiên, mật ngọt liên miên. Càng lớn càng được nhiều kinh nghiệm đúng đó. Tự nhiên bây giờ thấy chị cao ráo quá đó. Chị cao như cây dừa nghe chị. Ý ông Quách Ngọc Tuyên lịch lãm đẹp trai, cái cách hửi nước mắm nó sang như hửi nước hoa vậy đó. Muốn lấy cái chén nước mắm mà thoa lên người luôn á. Nhưng không may đoán trật, đắng cay tức bực. Anh đi nhanh lên, đi nhanh lên, đi anh làm gì. Bình thường á, em thích Thanh Trúc lắm. Sau hai vòng chơi giờ chán không thèm nhìn nữa. Rồi nãy em chọn đúng nhưng mà. Nín đi, có bài hát tặng cho nè. Hai, ba. Đối với mình họ là thế giới, nhưng người ta nào lo nghĩ ngợi. Đã hết yêu rồi, đúng cung thành sai thôi. Tất cả sẽ có trong tập 9 Ai là bậc thầy tín hiệu, phát sóng 20:30 ngày 6 tháng 1 2021 trên VTV3.